Hùng Huyền Đông Anh xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn video clip về một sản phẩm mà chất lượng cũng như tên tuổi của nó đã được nhiều người biết đến. Đó là cặp loa đứng Platinum D88 của hãng sản xuất thiết bị âm thanh hàng đầu Việt Nam Paramax. Loa D88 có kiểu dáng và màu sắc rất đẹp mắt. Hiện nay D88 đang có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất Platinum D88 Canvandos. Dưới các góc độ khác nhau, gam màu vân gỗ táo đỏ đặc biệt lôi cuốn. Ở góc nhìn cận cảnh, bề mặt thùng hoa có các đường gân đẹp mắt, biến đổi từ lâu đỏ đến đỏ sậm. Loa D88 Platinum phiên bản Canvados phù hợp với người yêu thích sự trẻ trung và hiện đại. Phiên bản thứ hai là phiên bản Platinum D88 Oneus, mang đậm nét cổ điển nhưng khỏe khoắn cho không gian âm nhạc với gam màu nâu kem vân gỗ đặc trưng. Đây là gam màu của vân gỗ óc chó. Loa Platinum D88 có kích thước rất được ưa chuộng. Nó cao 1m15, rộng 21, sâu 41cm. Trở kháng loa 8 ohm, độ nhạy 90 dB, công suất tối đa 240W, trọng lượng 28kg một thùng. Loa sở hữu âm thanh đặc trưng của loa ba đường tiếng, rất mạnh mẽ, rất chi tiết, diễn đạt tốt từng cung bậc âm thanh, giúp người nghe cảm nhận sâu sắc và đắm chìm vào âm nhạc. Loa có hai chung 15cm, một tép lụa. Ba loa này được bố trí thẳng hàng phần trên mặt loa. Đặc biệt, loa bát của D88 rộng tới 30cm được thiết kế bên hông loa để khai thác tối ưu công suất của bát, giúp âm bát đạt độ sâu cùng sự lan tỏa ngoài sự mong đợi. Loa Platinum D88 vừa nghe nhạc, vừa xem phim và vừa hát karaoke rất hay. Loa này dễ ghép âm ly. Các bạn có thể ghép với âm ly Kali, Jaguar 23, 506 hoặc âm ly của hãng Paramax như D3.8, Piano, SA3.9. Những dòng âm ly này đều chơi rất tốt với cặp loa D88. Giá của cặp loa này hiện tại đang là 11 triệu. Nếu các bạn like và chia sẻ bài viết, Hùng Huyền Đông Anh sẽ giảm giá khuyến mại cho các bạn. Mọi chi tiết xin liên hệ Hùng Huyền Đông Anh, địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, cạnh cổng công an huyện Đông Anh, điện thoại 0984 285 477. Mặt vào sông cuối.